Thúy Hằng xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình thuyhangshop.com được chiếu rộng rãi trên 50 tiểu bang. Và kính thưa quý vị, số điện thoại đó là 714-331-4703. Và trong thời gian qua, Thúy Hằng rất là vui mừng quý vị đã ủng hộ rất nhiều cho thuyhangshop.com. Quý vị nào mà ghé về với Lứa Đô Sài Gòn, xin quý vị hãy ghé qua showroom nằm ở trong chợ Sài Gòn, ở trên lầu phòng 207. Mong rằng quý vị sẽ đến để mà xem những cái sản phẩm ở nơi đó, quý vị có thêm tận mắt những cái sản phẩm của công ty High Limit của chúng tôi. Ngày hôm nay thì Thúy Hằng rất là vui vì Thúy Hằng có một số hàng mới mà rất là exciting để gửi đến quý vị ngày hôm nay. Một cái sản phẩm mà Thúy Hằng cảm thấy rất là thích, quý vị. Đây là một cái loại nước smoothie mà quý vị có thể thế cái phần ăn hàng ngày, để một ngày hai lần, giúp cho chúng ta có thể không có thấy thèm ăn, mà lại nó có rất nhiều cái chất dinh dưỡng trong đó, giúp cho chúng ta vừa diet vừa lấy lại chống lại cái sự lão hóa, làm da của chúng ta đẹp hơn, sức khỏe của chúng ta mạnh mẽ hơn, kính quý vị. Tại sao mà Thúy Hằng nói như vậy, thưa quý vị? Vì khi mà nhìn vào trong cái label của nó đó, thì Thúy Hằng thấy là những cái mà Thúy Hằng để ý nhiều nhất đó là nó làm nên bởi cái chất gọi là gừng với là nghệ, và đồng thời nó có chanh, nó có mineral, nó phối hợp lại với nhau. Đó là tại sao nó giúp cho chúng ta tiêu hóa nhuận trường, để mà chúng ta có thể tiêu hóa những cái đồ ăn mà chúng ta ăn vào trong cái cơ thể của chúng ta. Rồi kế cạnh đó, kính thưa quý vị, thì nó lại có nhân sâm, nó có sữa ông chúa, nó có nhau thai cừu. Và đặc biệt một cái mà Thúy Hằng rất là thích mà bất cứ một sản phẩm nào, thì vì nó có cái chất collagen ở trong đó, thưa quý vị. Bên cạnh thì nó có 11 loại vitamin khác nhau. Đó là lý do tại sao mà nó được gọi là một cái thành phần dinh dưỡng, để giúp cho chúng ta vừa có thể không thèm ăn, mà lại giúp cho chúng ta có thể oxy hóa cơ thể, cho làn da của chúng ta trắng ra. Quý vị còn nhớ là placenta, gọi là nhau thai cừu, thường thường giúp cho cái làn da của chúng ta chống nhăn, làm trắng da, mịn màng hơn. Đó là tại sao mà mỗi ngày chúng ta chỉ sử dụng 2 lần, một lần buổi sáng, một lần buổi chiều, để mà chúng ta làm trước, uống vào trong cơ thể chúng ta trước 1 tiếng đồng hồ khi mà chúng ta chuẩn bị những cái phần ăn. Và một cái điều quan trọng nữa, kính thưa vị, đây là một cái điều mà Thúy Hằng để thấy là chúng ta nó có một cái loại cỏ trong đây gọi là body grass, mà quý vị vẫn thường nghe nói tới body grass là giúp cho cơ thể chúng ta có thể là tiêu hóa nhuận trường, mà làm cho bồi bổ cái cơ thể nữa. Thì đây là một cái loại diet mà hình như là tất cả mọi người khi mà chúng ta đọc cái ingredient của nó thì chúng ta cảm thấy rằng một cái sản phẩm rất là tốt, mà Thúy Hằng cũng đã sử dụng qua. Và bên trong nó cũng có rất là nhiều loại khác nhau, có nghĩa là chúng ta có cả mật ong, rồi chúng ta có chanh, rồi chúng ta có nhiều thứ trong đây lắm, để mà giúp cho chúng ta có cái khả năng là thế cái phần ăn, mà lại đầy đủ cái chất gọi là trái cây, rau quả khác nhau, mà giúp cho chúng ta Thúy Hằng được biết là khi mà công ty gửi về đó, quý vị, chúng ta sử dụng cái loại bột này để chúng ta có thể có được cơ thể ốm và lại vừa đẹp. Và chúng tôi khi mà quý vị order với cái giá của nó là 79 đồng, quý vị sẽ nhận thêm một cái menu để mà chúng ta có thể ăn vào buổi trưa, buổi sáng, buổi tối như thế nào trong vòng 2 tuần lễ. Thì nó guarantee cho mình sẽ xuống pound một quý vị rất là bất ngờ. Thành ra ngay bây giờ quý vị nào đang tìm một cái loại để mà chúng ta có thể diet bằng cái chất dinh dưỡng của nó, và đồng thời để tiêu hóa nhuận trường mà có kết quả nhanh chóng, thì quý vị hãy gọi ngay qua số điện thoại là 714-331-4703, 714-331-4703, hoặc là quý vị có thể vào trong trang nhà của thuyhangshop.com để mà quý vị có thể xem qua những cái information. Vì thời gian có hạn, thành ra Thúy Hằng không có thể nói qua hết được cái chi tiết của sản phẩm này, nhưng đây là một cái sản phẩm mà Thúy Hằng rất là thích, đó là chúng ta nhìn ăn đàm ốm mà lại giúp chúng ta có thể có một cái sức khỏe tốt, kính thưa quý vị. Và thêm một cái sản phẩm nữa ngày hôm nay, đó là một cái sản phẩm mới mà vì trong suốt thời gian qua quý vị đã yêu cầu, chị em phụ nữ của chúng ta đã tâm sự với nhau, quý vị gọi vào, Thúy Hằng ơi, đây là một cái sản phẩm mà chị đang cần, thì Thúy Hằng cũng rất là vui để mà gửi đến quý vị. Đó là một cái loại mà chúng ta có thể giúp cho cái hàng lông mi của chúng ta đã rậm hơn, dày hơn và cong vút hơn, kính quý vị. Đó là từ Nhật Bản, và những cái nhà chuyên gia mà nghiên cứu về cái sản phẩm này thì họ nói rằng đây
là một cái sản phẩm rất có giá trị và rất hiện đại, vì so với những cái sản phẩm mà giúp cho chị em phụ nữ chúng ta có được một cái hàng mi cong vút dài rậm ra thì nó phải take cái thời gian rất là lâu. Nhưng đây là một cái sản phẩm mà Thúy Hằng cảm thấy là rất là dễ thương, vì trong cái instruction nó cho mình biết, kính thưa quý vị, họ bán rất chạy tại Nhật Bản và nó có thể giúp chúng ta trong vòng 2 tuần mình thấy cái sự cái kết quả của nó nhanh chóng như thế nào. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần, nó giống như là một cái dạng mascara, kính thưa quý vị, một cái dạng mà giống như mình chải lông mi, nhưng mà nó gọi là internal lashes, có nghĩa là chúng ta chải lông mi từ bên trong. Nó có nhiều cái chất vitamin để mà khi mà nó theo cái dạng serum, là một cái dạng nước, kính thưa quý vị, có nghĩa là chúng ta chải lên cái hàng lông mi của chúng ta mỗi ngày một lần mà thôi, và chúng ta không được sử dụng quá 2 lần. Một cái tip như thế này thì chúng ta có thể sử dụng được trong vòng 6 tháng, kính thưa quý vị. Thành ra quý vị nào mà có cái hàng lông mi bị mỏng, bị rụng, đôi khi mà chúng ta gắn nhiều lông mi giả quá thì nó bị yếu đi cái chân lông, thì đây là một cái dạng serum, nó giúp cho chúng ta có thể mọc cái lông mi của chúng ta dài ra mà lại tăng thêm cái độ cong vút của hàng mi của chúng ta. Vì đôi mắt luôn luôn người ta thường nói đó là cửa sổ của tâm hồn, có phải không quý vị? Thành ra khi mà chúng ta cần có một hàng mi đẹp để nói lên cái sự thanh thoát của đôi mắt, tạo nên sự thanh tú ở trên gương mặt chúng ta, thì quý vị hãy gọi ngay. Tôi không biết chắc rằng rất nhiều chị em đang tìm kiếm một cái loại serum, một cái loại nước mà để cho chúng ta có được mọc lông mi một cách thời gian nhanh nhất mà lại an toàn, mà lại có hiệu quả. Thì đây là một sản phẩm được gọi là DL Bella, gọi là 3D Lash Eyelashes Serum. Vì nó trong cái dạng serum, thành ra kính thưa quý vị, nó rất là dễ thấm thấu vào trong cái lỗ chân lông của chúng ta, trong cái biểu bì da, để mà giúp cho cái lông mi chúng ta phát triển mạnh hơn với những cái hợp chất về vitamin mà nó đã được nghiên cứu rất là kỹ càng, không có phản ứng phụ gì trong cái đôi mắt của chúng ta hết. Cái điều sử dụng mà quan trọng để ý đó là khi mà vào ban đêm chúng ta sử dụng, quý vị về, quý vị nhớ là mình rửa mặt cho sạch, xong rồi mình cho mắt khô ráo đi, rồi bắt đầu chúng ta lấy cái chai này lên và cái lash của nó và chải theo từng cái lông mi, từng cọng như vậy, mỗi ngày một lần thôi, kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ có được một hàng mi rất là đẹp, rất là thanh tú. Và một ngạc nhiên mới nữa là quý vị nào mà Thúy Hằng cũng biết là có rất nhiều chị em phụ nữ chúng ta cũng có cái vấn đề về trên cái lông mày của chúng ta, đôi khi nó có một cái lông mày thưa thì làm cho đôi mắt của chúng ta nó không có sâu hơn, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái serum này để mà giúp cho chúng ta có được một cái lông mi cũng như lông mày thật là dài, thật là cong và thật là thu hút cho ánh mắt và ánh nhìn của chúng ta. Cầu chúc cho quý vị có được đôi mắt thật đẹp trong một thời gian sớm nhất. Một lần nữa mong rằng quý vị hãy gọi qua số điện thoại là 714-331-4703, 714-331-4703, hoặc là quý vị có thể vào trong trang nhà thuyhangshop.com để xem một cái chai như thế này, kính quý vị, là 120 đồng. Quý vị gọi ngay vào để chúng ta có được một làn mi tuyệt vời. Và kế tiếp, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì một cái sản phẩm mới nữa mà Thúy Hằng muốn gửi đến quý vị. Trong thời gian qua thì quý vị có nói rằng cái điều mà quan tâm của phụ nữ, của chị em của chúng ta đó là cái những vết nhăn, những cái vết chân chim luôn luôn nó hiện lên trên gương mặt, làm tạo nên cái gương mặt của người phụ nữ chúng ta có cái nét già nua, có cái nét mệt mỏi mà chúng ta không thể nào chống cự lại với cái sự lão hóa trong cơ thể chúng ta. Bất cứ người nào chúng ta cũng phải trải qua, có phải không ạ? Thành ra đây là một cái sản phẩm của công ty người vừa mới gửi về cho thuyhangshop.com, nó gọi là Maggie Lab, kính thưa quý vị. Đó là những cái miếng mà chúng ta có thể dán lên những cái vết nhăn. Trong cái bộ này nó có những cái miếng nhỏ nhỏ khác nhau, kính thưa quý vị, là chúng ta có thể dán ở ngay cái chỗ đuôi mắt, dán ngay cái chỗ mà cái sống mũi chúng ta, vì thường thường mà chúng ta hay nói chuyện, chúng ta hay thắc mắc, hay những cái câu hỏi, hay chúng ta giận dữ thì chúng ta thường nhăn ngay cái chỗ cái sống mũi lắm. Thì đây là những một cái dạng gọi là giống như một cái miếng dán rất là mỏng mà chúng ta có thể dán lên khi mà chúng ta đi ngủ, thì trong cái miếng dán này nó có chất vitamin để mà nó giúp cho cái làn da chúng ta nó có thể chống lại những cái vết nhăn đó, kính quý vị. Thúy Hằng gỡ ra cho quý vị xem, đó là một cái miếng nó rất là mỏng, rất là clear, mà khi mà chúng ta đi ngủ chúng ta không có sợ là mình nhìn một cách quái dị, kính quý vị. Nó rất là mỏng khi mà bỏ lên trên cái trán
hoặc là bên hông này của chúng ta thì không có ai thấy gì hết, nhưng mà khi thức dậy thì những cái vết nhăn đó sẽ giúp, vì nó trong đây nó có cái chất thuốc, nó làm cho những cái vết nhăn đó dần dần đi đủ cái chất collagen và mờ đi những cái vết nhăn một cách rất là tuyệt vời. Thành ra đây là một cái bộ, một cái hàng mới của công ty High Limit vừa mới về. Thành ra quý vị nào đã sử dụng những cái chất nào mà không có thể giúp cho chúng ta có được một cái làn da trong sáng, mà bị cứ bị những cái vết nhăn ở dưới mắt hoặc là hai bên khóe miệng hay là trên mũi như thế này, thì chúng ta hãy gọi ngay qua thuyhangshop.com để quý vị có thể có những cái tip này. Vì cái sắc đẹp của người phụ nữ có nghĩa là không có người phụ nữ nào xấu cả, kính quý vị, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho chính mình. Và khi mà làm đẹp nhất định là trong những cái giấc ngủ, những giấc ngủ chúng ta, khi chúng ta biết bảo vệ, biết săn sóc với làn da của chúng ta, thì một khi chúng ta ngủ đủ, sáng thức dậy chúng ta sẽ có được một làn da trong sáng, không có mệt mỏi, mà những cái vết nhăn đó sẽ mờ đi dần với cái sử dụng phối hợp của chúng ta với Maggie Lab, những cái miếng mà dán như thế này, với một cái giá là 39.99 đồng để mà bảo vệ, chống lại những cái dấu chân chim, chống lại những cái dấu hằn trên trên những nụ cười xinh xắn của chúng ta. Xin quý vị gọi ngay qua số điện thoại là 714-331-4703, 714-331-4703. Thưa quý vị, 39.99 đồng, quý vị mua 3, quý vị sẽ đặng 1. Có những chương trình gift khác nhau mà đang chờ đón quý vị ở tại thuyhangshop.com, kính thưa quý vị. Sau khi mà quý vị đã thấy rằng nếu mà quý vị dùng những cái tape qua thì thời gian qua thì công ty High Limit cũng đã gửi đến quý vị những cái bộ sản phẩm dưỡng da để chúng ta có thể có được một làn da trong sáng mịn màng. Thì cái bộ Donna Bala một lần nữa thì Hằng xin gửi đến quý vị là một cái bộ dưỡng da rất là đẹp. Chúng ta bảo vệ những hàng lông mi công phúc của chúng ta để cho ánh mắt chúng ta đẹp, rồi sau đó thì những vết chân chim thì chúng ta muốn xóa đi những cái vết nhăn đó, thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nhìn đến cái làn da của chúng ta, phải tạo được cái sự mượt mà, phải tạo đủ cái chất nước với làn da để cho làn da chúng ta ống ả hơn một khi chúng ta thức dậy, kính thưa quý vị. Donna Bella là một cái loại dưỡng da mà nó được phối hợp từ vàng 24 cộng với tinh chất ngọc trai. Vàng 24 đã được xét nghiệm và đã được nghiên cứu cho chúng ta biết rằng đó là nó có làm cho những cái vitamin thấm thấu vào trong da của chúng ta nhanh hơn, và vàng 24 đã đạt chứng nhận giúp cho những cái vết nhăn chống lại những cái vết nhăn rất là hay, kính thưa quý vị. Và Donna Bella là một công ty của Mỹ đã được bào chế với một cái phương pháp hiện đại mà có thể mang lại cái kết quả thần kỳ cho những làn da chúng ta. Khi mà quý vị sử dụng sau 2 tuần, quý vị sẽ thấy được cái làn da chúng ta sẽ thay đổi như thế nào. Chúng ta có một bộ của Donna Bella dưỡng da. Thứ nhất là chúng ta có cái serum. Chúng ta xức cái serum mỗi ngày, nó giữ đủ cái độ ẩm ở dưới làn da của chúng ta, chống lại cái những cái vết nhăn, và đồng thời sau đó quý vị sử dụng cái dưỡng da của nó. Cái dưỡng da của nó có tinh chất ngọc trai, nó làm cho da chúng ta càng ngày chúng ta sức thì nó lại càng sáng ra, đều lại những cái màu da của chúng ta, vì bên trong nó vừa là vàng 24, tinh chất ngọc trai và những cái thứ vitamin khác để giúp cho làn da của chúng ta chống lại sự lão hóa rất là hay, kính quý vị. Và Thúy Hằng rất là thích cái bộ kem này, đó là lý do tại sao mà có rất nhiều sản phẩm ở trên thị trường mà mình có thể giới thiệu, Thúy Hằng có thể giới thiệu đến quý vị, nhưng mà tại sao mà công ty vẫn giữ nguyên một cái lập trường với Donna Bella là vì đây là một sản phẩm đã được quý vị sử dụng qua, đã yêu thích và đã reorder, giới thiệu bạn bè rất là nhiều. Thành ra đây là một sản phẩm Thúy Hằng cảm thấy rất là tin tưởng để mà giới thiệu cùng với quý vị. Sau khi mà chúng ta dùng cái serum rồi cái dưỡng da hàng ngày hai lần như vậy, kính quý vị, thì một tuần chúng ta cũng phải làm sao sử dụng cái mask hai lần trong một tuần. Cái mask nó làm gì cho cái làn da của chúng ta? Cái mask gọi là cái đắp mặt, kính quý vị. Khi mà chúng ta xức lên thì để đó 15-20 phút sau thì chúng ta rửa mặt. Cái mask nó làm cho khít cái lỗ chân lông quý vị ra. Khi mà trong suốt một tuần chúng ta làm việc mệt nhọc, rồi cái làn da chúng ta nó thở nó không có điều hòa, thì từ từ những cái lỗ chân lông nó sẽ hở ra, rồi cái da của chúng ta với cái sự lão hóa càng ngày nó càng nó không có đủ cái chất đàn hồi, nó sẽ có cái độ sệ xuống và nhăn. Thì cái mask nó làm cho cái da của chúng ta săn chắc lại, khít
cái lỗ chân lông lại cái quý vị. Mask rất là quan trọng, thành ra quý vị đừng bỏ qua. Chúng ta biết là một tuần chỉ có 2 lần mà thôi, mà giúp cho chúng ta có được một cái làn da trong sáng, mịn màng, cái lỗ chân lông nó không có bị nở ra. Và đặc biệt nữa cái quý vị, vì nó là theo cái dạng nó gọi là biothermal. Trong cái step này, cái trick của nó mà Thúy Hằng được biết đó, cái chữ thermo là cái chữ mà nó làm cho nó có cái nhiệt độ, nó có khi mà quý vị sức lên, mình sức lên cái kem hoặc là chúng ta sức lên cái mask của nó, quý vị tự động quý vị sẽ feel được là một cái hơi ấm, một cái làn ấm nhẹ ở dưới cái làn da chúng ta. Cái thermo đó làm gì quý vị? Cái thermo đó nó làm cho máu huyết ở dưới cái làn da chúng ta thúc đẩy và làm việc mạnh hơn, máu chảy điều hòa hơn và để thấm thấu những cái chất vitamin, những cái chất gọi là ở trong cái loại kem này để mà nuôi dưỡng cái tế bào da, giúp cho những cái tế bào da non được mọc lên, làm da chúng ta sẽ trẻ hóa lại trong một thời gian rất là sớm. Trong vòng 2 tuần thôi quý vị sẽ thấy được cái điều đó với Donna Bella. Một bộ như vậy ngày hôm nay là 249 đồng. Chúng ta sẽ có là một cái serum, một cái dưỡng da và một cái đắp mặt. Ba cái như vậy là 249 đồng. Và khi mà quý vị mua với cái giá đó xong, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị một cái chai gọi là 60 giây căng da mặt. Có nghĩa là khi mà chúng ta make up sáng sớm, sau khi chúng ta dùng serum, chúng ta dưỡng da xong, thì chúng ta sẽ cần tới cái 60 giây này, vì nó sẽ giúp cho chúng ta căng những cái vết nhăn từ 8 cho tới 10 tiếng. Đó là nó lấp đi những cái vết hõm, những cái vết nhăn ở trên mặt của chúng ta, để nó giữ cái phấn rất là lâu trên gương mặt. Thành ra đây là một cái món quà mà chúng tôi gửi đến quý vị, nó trị giá là 139 đồng, nhưng mà nó được kèm theo là một món quà. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho công ty High Limit, công ty thuyhangshop.com. Tại năm một lần nữa, với một bộ kem vàng 24 và tinh chất ngọc trai Donna Bella với cái giá là 249 đồng mà quý vị được tặng, quý vị có thể lựa chọn một là chai 60 giây căng da mặt, hai quý vị không thích, quý vị nào đã sử dụng hoặc không thích, quý vị có thể lấy hai thêm một chai dưỡng da nữa hoặc là một chai serum, tùy theo quý vị lựa chọn. Nhưng mà tin chắc quý vị sẽ rất yêu thích những cái sản phẩm của chúng tôi. Và cảm ơn quý vị lần nữa, ngày hôm nay Thúy Hằng rất là vui để gửi đến quý vị sản phẩm để mà quý vị có thể diet, mà chúng ta có thể sử dụng thế này là hai lần, trong đó thì nó có là gừng, lemon, rồi nó có honey để giúp chúng ta có đầy đủ cái chất dinh dưỡng, và đặc biệt trong đây có chất collagen để cho chúng ta có cái sự trẻ hóa. Rồi thuốc chải lông mi để quý vị có được một ánh mắt mê hồn trợn cái quý vị. Thành ra ngay bây giờ quý vị gọi ngay vào cho công ty High Limit với cái số điện thoại là 714-331-4703. Bên cạnh đó là thuốc dáng để chống nhăn. Tất cả những sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị, mong rằng quý vị sẽ ủng hộ hơn cho công ty High Limit. Quý vị có thể vào trong trang nhà của thuyhangshop.com. Đặc biệt là có hàng vải áo dài lụa Hàn Quốc rất là đẹp. Những mẫu áo dài đã được phối màu tuyệt vời mà Thúy Hằng tin chắc rằng khi quý vị nhìn vào, quý vị sẽ rất là mê. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình thuyhangshop.com, những chương trình đặc biệt special on sale mong rằng đang đợi chờ quý vị đến với chúng tôi. Một lần nữa, 714-331-4703. Thúy Hằng cầu chúc cho quý vị có được một sức khỏe thật là đẹp, trẻ mãi không già và thật nhiều nụ cười niềm vui trong ngày. Thúy Hằng xin trân trọng kính chào và cảm ơn thời gian quý báu quý vị đã đến với thuyhangshop.com.